độ vài ngày chúng tôi lại họp nhau để nghe biên và hạnh cho chúng tôi hay đã làm được những gì rồi đã chuẩn bị được đến đâu bao giờ thì xong hợp đồng đã đến đâu bao giờ có giấy phép bao giờ thực hiện chuyến đi đầu tiên và mỗi lần như vậy là lại có ăn uống có rượu chúng tôi sống trong sự tin tưởng một ngày mai tươi sáng hơn hy vọng tràn trề rằng kế hoạch sẽ đưa đến thành công. Biên còn cho chúng tôi biết quê vợ anh ở Long Xuyên và anh có nhiều bà con bên vợ ở Rạch Giá. Anh đã chuẩn bị liên lạc với gia đình dưới ấy để nghiên cứu đường đi nước bước. Chờ đến khi thuận lợi, chúng tôi sẽ vượt biên. Chúng tôi ai nấy nghe thuyết trình mà hân hoan phấn khởi, ai cũng vẽ ra trong đầu bức tranh của cuộc ra đi. Tuy phiêu lưu nguy hiểm nhưng là con đường duy nhất cứu được gia đình mình. Chúng tôi tính toán kỹ lưỡng đủ mọi khía cạnh. Năm gia đình, tất cả khoảng 30 người phải mua bao nhiêu lít dầu, chuẩn bị những gì mang theo, lương thực và nước uống như thế nào, đi đứng đổ quân, bốc hàng ra sao, ai xuống Long Xuyên liên lạc thăm dò, vân vân và vân vân. Ôi thì đủ mọi vấn đề không thiếu điều gì rồi chúng tôi bàn đến các cuộc ra đi thất bại của các bạn bè để rút kinh nghiệm các người ra đi thành công đi được khỏi đất nước này rồi thì đâu còn gặp lại để mà họ kể cho nghe kinh nghiệm của họ có chăng là vài điều dặn dò nhắn qua thơ về cho bạn bè mà chúng tôi được nghe lỏm nghe kể lại như là những tin đồn truyền miệng từ tai người này đến tai người kia từ người này đến người kia nhiều khi chẳng qua chỉ là những điều dựng đứng bịa đặt của vài anh khùng muốn tỏ ra là mình biết nhiều biết rộng nên đã tưởng tượng ra như thế rồi nói lại cho bạn bè nghe đến ngày khởi hành đi buôn thì hợp đồng ký và giấy phép xin được chỉ cho phép đi đến vĩnh long nhưng chúng tôi coi đó là bước đầu chúng tôi chấp nhận đi Vĩnh Long mua hàng về cung cấp cho địa phương để lấy uy tín và cảm tình của cán bộ. Biên nghĩ vài lần đi như vậy, khi đã làm ăn trôi chảy thì sẽ có được giấy phép đi Long Xuyên, Bạc Liêu, Dạch Giá, vân vân. Và chuyến đi buôn đầu tiên được thực hiện. Hôm ấy tôi đau nên không tham dự, chỉ có Biên, Hạnh và xã lên đường. Khuyên và tôi ở Sài Gòn hồi hộp chờ tin biên về để xem lần đi đầu tiên có thu hoạch được kết quả khả quan hay không. Thế rồi cái gì phải đến, đã đến. Bốn ngày sau, biên hớt hãi trở về bằng xe đỏ từ Mỹ Tho. Anh cho chúng tôi hay là ghe khi ghé vào chợ Mỹ Tho để tính bán một số hàng và mua một số hàng khác đem về cắt lái thì bị bắt giữ. Giấy phép bị tịch thu. Và anh phải về Sài Gòn lấy tiền đem xuống thương lượng với bọn du kích Thả ghe ra và trả lại giấy tờ Huyên và tôi thắc mắc Tại sao có giấy tờ hợp pháp Có hợp đồng của thương nghiệp Mà lại bị chặn bắt Thì Biên nói chẳng hiểu được tại sao Có một điều là chúng tôi không thể cãi lý với du kích địa phương được Chỉ có một cách duy nhất là chạy tiền Vài ba trăm đồng đưa cho nó là xong ngay nhưng tiền lỡ mua hàng rồi Không còn Và nó đòi 500 Có thương lượng ít ra cũng phải 300 Do đó Nó cứ giữ ghe lại Để điều tra xem giấy tờ thiệt hay giả Hôm sau Biên trở xuống Mỹ Tho Thì ghe đã được thả đêm hôm trước Và đang trên đường trở về Cát Lái Anh về Sài Gòn mệt lạ Tính hôm sau đi Cát Lái Hôm sau khi xuống đến Cát Lái Thì hàng đã dỡ hết đã bán xong hoặc giao cho thương nghiệp hỏi tại sao không chở anh xuống thì hai đứa kia nói đã trễ hạn phải giao cho thương nghiệp ngay và hàng tính bán ở mỹ tho thì đã thanh toán lỗ ở long thành vì một phần trái cây đã bị hư hạnh nói chuyến đi đó không có lời nếu không muốn nói là lỗ chút ít vì tiền ăn tiêu trên ghe suốt mấy ngày đi và tiền xăng dầu may mà ghe được tha không phải đút lót cho du kích đối với chúng tôi đây là một thất bại chua cay chuyến đi này đưa chúng tôi về với thực tế với những khó khăn mà chúng tôi đã không dè không tính trước được vì không có kinh nghiệm sự thất bại đó cũng làm nhụt chí chúng tôi rất nhiều nghe biên kể lại sự thể huyên và tôi buồn ra mặt thật là thảm não chúng tôi làm sao giải thích cho các bà vợ bây giờ lúc đang chuẩn bị thì các bà đã không nhiệt tình hưởng ứng vì biết rằng chúng tôi không thuộc giới đi buôn không biết gì ngoài việc cầm phấn cầm sách giảng dạy cho học sinh không ai tin rằng chúng tôi có thể làm được nên chuyện nhìn chúng tôi tính số lời các đôi mắt ấy có vẻ nghi ngờ để thuyết phục họ chúng tôi đã nói rồi em xem chúng mình sẽ bớt vất vả đó nhưng với họ thà vất vả mà chắc ăn còn hơn là mất một số tiền lớn khi tiền khó kiếm vợ chồng con cái đang phải nhịn ăn nhịn mặc phải chịu khổ chịu cực quả thật chúng tôi không có đầu óc con buôn trời không trinh chúng tôi ra để làm thương mại nên không biết cách tính lời tính lỗ nhất là vợ tôi nàng không muốn tôi làm một công việc mà nàng biết chắc tôi không thể làm được nhưng nàng cũng đã miễn cưỡng đồng ý và bên ngoài vẫn tươi cười tươi cười ngay cả khi tôi lắp bắp báo rằng chuyến đi buôn đầu tiên đã thất bại sau hy vọng tràn trề đã thất vọng chua cay vì thương tôi nàng an ủi may mà không lỗ vốn nhiều anh đừng có buồn làm gì có làm có chịu từ lúc đấy trở đi, chúng tôi thấy rõ ràng sẽ chẳng làm được gì nữa, vì chúng tôi đâu biết buôn bán, đâu phải buôn là dễ, nếu kiếm tiền lời ngon lành như chúng tôi tưởng thì ai chẳng đi buôn, còn ai làm nghề khác. Tính chuyện đi buôn chưa xong thì tính chuyện vượt biên còn trăm lần khó hơn, không khéo lại đưa cả vợ con vào tù, rồi mất nhà, mất cửa, mất tiền, chạy cho ra khỏi tù không phải người ta làm được mà mình làm được. Đó là ý nghĩ của tôi vào lúc đó. Tôi nghĩ như vậy mà đâu dám nói ra. Một phần vì lỡ dẫn thân vào rồi. Một phần vì sợ các bạn chê là chủ bạn. Mới thua một trận đã nhụt chí hết muốn tranh đấu. Làm sao có được thành công nếu không có thất bại sơ khởi. Có thất bại mới rút kinh nghiệm đi đến thành công. Mới biết nhận định tính sai tính thiệt nhưng sau này tôi biết rằng không phải chỉ riêng tôi đã thất bại đã thất vọng mà các bạn tôi cũng vậy nhưng chẳng ai dám nói ra sự thất bại đầu tiên đó làm cho chúng tôi suy nghĩ lại và chúng tôi bỗng nhiên nhận thức được rằng chúng tôi đã thiếu suy xét đã bồng bột quyết định riêng tôi viễn tưởng của một sự thất bại trong công cuộc tính toán trốn khỏi nước bắt đầu ám ảnh đầu óc tôi tôi không còn tin rằng chúng tôi có thể thực hiện được giấc mơ chúng tôi ao ước và trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu hình ảnh làm cho tôi lo âu nhiều đêm mất ngủ trong những giấc ngủ thiếu yên bình tôi đã có những cơn ác mộng tôi đã mơ thấy tôi bị bắt tôi lênh đênh ở trên biển cả mênh mông một mình vợ con tôi đói khát trên con tàu trôi giạt ngoài khơi tôi tỉnh dậy giữa đêm khuya hớt hãi kinh hoàng. Nhìn vợ tôi ngủ yên bên mình, tôi mới an tâm, mới nhận thức được cơn mê sảng. Và tôi thấy tôi còn may mắn chưa bước chân lên chiếc ghe đó đi vượt biên cùng với gia đình. Từ đó tôi luôn bị ám ảnh, vừa muốn ra đi, vừa sợ một tai họa xảy đến cho chúng tôi. Khi Biên, Huyên và tôi tuần sau trở xuống cát lái để chuẩn bị đi chuyến đi buôn thứ hai thì không gặp Hạnh xã cho biết sau vụ đi lần trước gia đình bên vợ hạnh nay được biết là chủ chiếc ghe đã không cho dùng ghe đi buôn nữa bà mẹ vợ anh sợ lỡ bị bắt luôn thì mất ghe không còn phương tiện sinh sống hỏi hạnh đâu thì xã nói mấy ngày nay rồi không thấy về chắc đi sài gòn tính chuyện lời lỗ với chúng tôi nghe nói vậy chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa bắt đầu nghi ngờ chúng tôi không tin rằng chuyến đi trước lỗ mặc dù có bị kẹt ở mỹ tho hơn một ngày trừ chi phí tiền xăng dầu tiền thuế thì vẫn phải còn lời mà lời nhiều chứ không thể lỗ được biên nghi anh học trò cũ đã lừa thầy lúc ghe bị giữ lại ở mỹ tho hạnh đã bảo anh về sài gòn lấy tiền với dụng ý trong khi anh không ở đó hắn tự do bán hàng ở mỹ tho mua thêm hàng đem về long thành bán đồng thời hắn giao hàng cho thương nghiệp đúng hẹn chỉ do vụ bị xét hỏi ở mỹ tho mà cả kế hoạch đã bị tính sai và hắn đã mưu mô ăn cướp số tiền lời biên ước lắm muốn làm cho ra lẽ anh đề nghị chúng tôi đến nhà hắn ở ngoài cồn chúng tôi nhờ xã đưa đi và y sẵn sàng giúp chúng tôi chiếc súng nhỏ chở chúng tôi đi và khi đến nơi, chúng tôi thấy chiếc Honda của Hạnh còn ngoài cửa. Biên nói như vậy là hắn không đi Sài Gòn mà vẫn ở Cát Lái. Vào đến nhà chúng tôi gặp vợ Hạnh đang ôm đứa con nhỏ mới 2 tháng. Thấy chúng tôi, người đàn bà hốt hoảng. Biên hỏi Hạnh đâu thì được cho biết rằng hắn đã đi Sài Gòn. Chúng tôi hỏi bây giờ Hạnh tính thế nào thì được người vợ cho biết anh ta dự tính đem bán máy móc trên ghe mà biên đã trang bị để lấy tiền trả lại chúng tôi nếu không đủ sẽ bán thêm chiếc Honda và kể cả nữ trang của gia đình nữa nghe như vậy chúng tôi tình thật cũng tin và vui vẻ ra về chờ ngày hắn lên Sài Gòn gặp chúng tôi tính chuyện nhưng sự thật đâu phải như thế sau này chúng tôi mới biết hắn đã cùng vợ và mẹ vợ toan tính lừa gạt chúng tôi từ đầu mà chúng tôi không hay chúng tôi về sài gòn chờ đợi hơn một tuần không thấy hắn đến trở xuống cắt lái không gặp hắn đến nhà vợ hắn và cả nhà mẹ vợ hắn cũng không gặp phải đe dọa rằng sẽ đưa nội vụ ra trước pháp luật thì gia đình hắn mới năn nỉ xin hẹn vài bữa sẽ bảo hắn đến gặp chúng tôi để tính chuyện phải trái chúng tôi hẹn ngày gặp nhau nhưng hôm ấy hắn cũng chẳng đến rồi một buổi chiều tối thứ bảy hạnh đi cùng với một người đàn ông khác tới gặp biên hắn đã uống rượu và với một giọng nói lè nhè hắn đứng ngoài cửa nhà anh biên nói vào như trách móc tôi không rẻ thầy tính hại tôi có vài ngàn bạc mà thầy coi quá lớn từ nay giữa thầy và tôi không còn tình nghĩa gì nữa tôi tính giúp thầy mà thầy đối với tôi như vậy biên đã điên tiết lên và một vụ to tiếng xảy ra giữa hai thầy trò khi được biết chuyện tôi đã hiểu ngay rằng chẳng còn hy vọng gì lấy lại được số tiền mà chúng tôi đã bỏ ra đầu tư vào chiếc ghe nữa chưa kể bao nhiêu chi phí phải tiêu dùng khi đi lên đi xuống chuẩn bị mọi việc tiền chạy giấy tờ các bữa tiệc rượu vân vân thế là hỏng tôi biết đây là một sự thất bại rõ ràng mà nguyên do cũng chỉ vì chúng tôi quá ngây thơ quá dễ tin và thiếu kinh nghiệm điều làm biên đau đớn nhất là bị chính người học trò cũ gạt trò phản thầy thật là đau xót anh đã thật sự không ngờ vài lần nữa do sự mong muốn của biên chúng tôi còn xuống cắt lái để tìm gặp hạnh đòi giải quyết cho xong nội vụ nhưng chẳng lần nào chúng tôi gặp được hắn cả cả vợ hắn cũng lánh mặt khi thấy chúng tôi từ xa là vợ hắn đã trốn đi nơi khác để cho người nhà ra trả lời bâng cua những câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra tuyệt vọng biên làm đơn tố cáo với chính quyền địa phương nhưng thứ nhất là chúng tôi chẳng có giấy tờ gì chứng minh cho sự hồn hạp làm ăn này vì lúc trước chúng tôi đã tin nhau mà cùng nhau hợp tác. Sau nữa, gia đình hắn có bà con làm tại xã ấp nên đã tìm cách ém nhẹm nội vụ. Chúng tôi chỉ được trả lời là để rồi cho điều tra. Kết quả thế nào sẽ thông báo cho chúng tôi sau. Và chẳng bao giờ chúng tôi được biết kết quả của cuộc điều tra này thế nào. Cũng chẳng bao giờ mà chúng tôi còn gặp lại tên học trò cũ phản phúc đó nữa. Chỉ nghe đồn là sau này hắn đã dựa vào chiếc ghe đó để gạt nhiều người khác bằng cách nói tổ chức vượt biên đến mời tham gia với giá tượng trưng là một hay hai cây vàng tùy người và tùy hoàn cảnh. Và rồi hắn chẳng tổ chức vượt biên mà cũng không chịu trả tiền lại hay vàng người ta chung cho hắn để đặt chỗ. Đối với chúng tôi sau này, không vì vậy mà chúng tôi nản chí Chúng tôi lại tiếp tục tìm các đường dây vượt biên, tìm gặp các tổ chức ở Bà Rịa, Vũng Tàu và hầu như tuần nào chúng tôi cũng có một hai lần gặp gỡ, bàn tính với các tay tổ chức ở địa phương. Nhưng muốn làm một việc, còn làm được hay không lại là một chuyện khác. Không phải như câu châm ngôn nào đó của Pháp, muốn là được, mà là câu châm ngôn khác, nhân tính, thiên định chúng tôi vẫn không đạt được đến một kết quả nào. Sau hơn 5 6 tháng lặn lội đi tìm đường tự tổ chức hay ít ra là tham gia tổ chức. Sở dĩ như vậy là vì thứ nhất, chúng tôi muốn chắc chắn không bị gạt, muốn tích cực trong cuộc ra đi chứ không phải thụ động, lệ thuộc vào người khác. Sau nữa, là vì chúng tôi không có đủ tài chính để tham gia với tư cách là khách trong những chuyến đi do người khác tổ chức tại sài gòn vào những năm ấy tham gia vượt biên phải mất ít nhất là năm cây mỗi người mà lỡ bị gạt hay không may bị bắt thì là mất tòi những năm sau vì thấy mình không có duyên số vượt biên nên tôi đã thôi không còn nuôi dưỡng ý định ra đi nữa hay nói cho đúng hơn tôi phải tự đè nén tôi không để cho tâm trí bị ràng buộc bởi ý tưởng đó Mặc dù nó vẫn dần vặt tôi Hành hạ tôi mỗi đêm Hay mỗi khi buồn Mỗi khi thấy không còn hy vọng gì sống được Ở cái mảnh đất quê hương thân yêu Và nhất là khi thấy Một người bạn lại ra đi Theo chân những người bạn khác đã ra đi Đọc một lá thơ Của một người bạn thân Cởi từ trại tị nạn về Lòng tôi nôn nao Tim tôi như ngừng đập Phổi tôi như ngừng thở tôi như chết lịp đi vì chán nản vì thấy mình bất lực và bất hạnh tôi thèm muốn được ra đi như người thanh niên ấp ủ những giấc mơ lý tưởng của tuổi trẻ tôi ao ước được ra đi như người con gái gần quá tuổi lấy chồng ao ước có được một người yêu và tôi thấy tuyệt vọng tôi thấy tôi sẽ phải chôn vùi cuộc đời tôi ở nơi bất hạnh này tôi không còn hy vọng gì vươn lên không còn hy vọng làm được một việc gì tốt cho gia đình cho quê hương đã nuôi dưỡng hồn tôi tôi sẽ chết đi trong tủ nhục trong sự đau đớn của một người đã mài công hàng chục năm trời mong có một ngày vinh quang cho các con được hãnh diện về người bố cho chính mình được hãnh diện vì đã làm được một cái gì tốt tôi chẳng có tham vọng gì cao xa Tôi chẳng ước mơ gì lớn Tôi chỉ mong khi nhắm mắt Nhìn lại quãng đời đã qua Thấy mình đã cố gắng Đã đấu tranh Đã hy sinh Và đã làm được một cái gì Để lại cho mai sau Đã sống như một con người Đã góp phần vào việc xây dựng xã hội Và không phải hổ thẹn với lương tâm Với chính mình Tôi không mong ước được ai biết đến Và đã chẳng làm được một việc gì Để được biết đến tôi không làm chính trị và không có tham vọng chính trị nào tôi chỉ muốn rằng con tôi vợ tôi được hãnh diện các bạn bè không hối hận đã biết tôi và các học trò của tôi kính trọng như tôi đã kính trọng một số thầy tôi vậy ba hôm phải nằm lại châu đốc thật là gian khổ vì tinh thần tôi lúc nào cũng căng thẳng vì sợ hãi và hồi hộp chờ đợi B và Sinh không cho tôi lên bờ vào ban ngày mà bắt tôi lên ở trên lầu cao của một tàu lớn đậu bên cạnh. Đây là một chiếc tàu dài khoảng 25 thước và rộng khoảng 4 thước, máy 6 block. Ghe này mà đi vượt biển thì lý tưởng. Trên tàu có cả truyền hình, có phòng ngủ, phòng tắm, môi tàu và hầm dùng để chất hàng. Tôi ở phòng chỉ huy một căn phòng nhỏ phía sau ghe có thể nhìn ra xa phía trước dễ dàng và ngay phía dưới đó là hầm máy sinh đã xin chủ ghe cho tôi và cháu bé lên đó ẩn trốn chỉ khi trở về chúng tôi mới leo xuống ghe của sinh ngồi chơi hay nói chuyện sinh thường xuyên lên thăm chúng tôi và mang cho tôi trái cây chè hay cà phê đá chúng tôi sống như vậy ngày này qua ngày kia trong sự sốt ruột và lo lắng, không hiểu tại sao hai học chưa xuống châu đốc như lời hắn đã hứa. Sáng sớm ngày thứ ba, vì thấy tôi buồn, nên bê kêu tôi xuống và rủ tôi đi ăn sáng. Sau khi đi ăn sáng xong, thay vì trở về ghe, hắn đưa tôi đi một vòng quanh chợ, rồi dẫn tôi đi xa hơn xuống mấy phố xem các thanh niên ở tuổi quân dịch bị bắt đưa đi. Hắn hỏi tôi các thanh niên đó đi đâu tôi trả lời đi ra ngoài mặt trận hắn hỏi ở đâu tôi nói bên campuchia hắn tỏ vẻ buồn rầu dường như bê cũng đang mong hai học trở xuống để thực hiện chuyến đi cho rồi sau đó hắn đưa tôi đến một ngôi chủ miên và bảo tôi xem bói ở châu đốc có vô số đàn bà xem bói và xem chỉ tay họ là người miên và một số biết nói tiếng việt tôi thấy bê xuống ngồi nói với một người bằng tiếng biên rồi người đàn bà nhìn tôi chăm chú và dùng tiếng việt hỏi tôi cậu muốn biết chuyện gì tôi còn đang bỡ ngỡ thì bê lại nói một chàng tiếng biên nữa người đàn bà lấy bộ bài để trên miếng ni lông nhỏ trải dưới đất trao qua trao lại rồi bắt đầu xem cho tôi hôm đấy Tôi được biết chuyến này tôi đi sẽ thành công. Tôi sẽ đạt được ý nguyện. Tôi sẽ không bị lừa. Tôi hỏi bao giờ tôi đi thì được. Cho hay là ngày hôm sau. Người đàn bà ấy nói chưa hôm đó. Người đàn ông mà chúng tôi chờ đợi. Tức là hai học sẽ trở xuống và cùng đi với nhiều người. Trong đó có một người phụ nữ. Tôi nghe như vậy cũng yên bụng. Như vậy là sáng mai Tôi sẽ đi ư? Thật là đỡ khổ vì sự việc hai học không trở xuống đúng hẹn đã làm tôi nản trí. Nếu là người đàn bà này đúng thì nội ngày hôm đó y sẽ có mặt tại Châu Đốc. Tôi đã ngán chờ đợi lắm rồi. Một hai ngày nữa mà hai học không trở xuống thì tôi sẽ về Sài Gòn xem sao. Tuy trong túi tôi chẳng có giấy tờ gì để đi đường hết, tôi cũng chẳng sợ vì thường thì bọn an ninh chỉ xét chặt đi, con đường về có xét cũng chỉ xét những người đi buôn, xét hàng chứ không xét người. Do vậy, tôi không có nguy cơ bị bắt trên đường trở về. Tôi muốn về một phần vì nóng ruột, muốn xem hai học làm gì mà không trở xuống. Phần khác là vì tôi bắt đầu nhận thức được rằng tôi không thể xa vợ con tôi được. Những ngày vừa qua tôi đã liên miên suy nghĩ về gia đình về tương lai của chúng tôi tôi đã quên đi những mục đích cao cả mà tôi đã từng ấp ủ trong lòng lúc còn chưa đi được lúc còn ở sài gòn tôi đã quên mất rằng tôi không còn có thể chọn con đường nào khác hơn là con đường này con đường ra đi bỏ lại gia đình bỏ lại bạn bè bỏ lại quê hương tôi quên đi những ao ước trước đây đã dày vò tôi hàng bao nhiêu đêm. Quên đi những lần tôi đã tự nhủ rằng đổi lấy cái chết để mà ra đi, tôi cũng sẵn sàng. Không phải bây giờ đây gần tới giờ phút nguy hiểm, tôi chùm chân vì sợ. Không, tôi không sợ và lại tôi cũng chưa biết nguy hiểm ra thế nào để mà sợ. Tôi vẫn sẵn sàng đổi lấy cái chết để mà được tự do được có cơ hội sống như tôi muốn, làm những gì tôi mơ ước cơ mà. Nhưng vào lúc ấy, tôi đâu còn nhận thức được như vậy. Tôi chỉ còn biết rằng tôi nhớ vợ con tôi và tôi khó có thể chịu đựng được sự xa cách. Và lại, những đêm không ngủ, tôi đã tự hỏi tôi ra đi để làm gì nếu những người thân yêu của tôi không được hưởng những thành quả mà tôi gặt hái được là vô nghĩa cuộc ra đi này lúc trước tôi đã nghĩ dù phải hy sinh bỏ gia đình ở lại tôi cũng chấp nhận để được có cơ hội sâu chót của cuộc đời mình để có thể đem giấc mơ của đời mình ra thực hiện nay ít ra để tìm được cho mình một cuộc sống có ý nghĩa vì những ngày còn phải sống ở sài gòn những ngày dài lê thê vô vị Tôi đã sống trong buồn tủi Tôi đã sống trong uất hận một cách vô lý Làm sao giải thích được Một cuộc sống thực vật như vậy Sống làm gì nếu chỉ là để ngày mai Kiếm vài chục đồng bạc Đủ ăn tiêu trong ngày Rồi tối về khi men rượu tan dần trong mình Cảm thấy rằng cuộc đời mình hồng tan vỡ hết rồi Nếu chỉ sống như vậy Sống vô nghĩa như vậy Sống để mà sống thì tha rằng tự tử tự tìm cho mình một lối thoát cùng cực chính vì vậy mà những đêm trằn trọc tôi đã chỉ có một ý nghĩa quay cuồng trong đầu là ra đi ra đi bằng mọi giá ra đi để tìm cho mình được một lẽ sống ra đi để trở lại sống như một con người nhưng bây giờ thì lại khác bây giờ xa gia đình xa những người thân yêu mà mình đã quen sống bên cạnh suốt bao nhiêu năm trường, nỗi cô đơn và cơn buồn đã bắt đầu gặm nhấm lòng tôi. Tôi hết còn tự chủ, tôi chẳng còn nghị lực, chẳng còn ý chí. Tôi chỉ còn muốn trở về, trở về dù có phải bỏ hết ước mơ, dù có phải tiếp tục trở lại cuộc sống vô vị trước đây để sống bên gia đình tôi chấp nhận sự thủ phận tôi chấp nhận buồn chán miễn là tôi được trả về tôi thấy trong lúc này tôi cần đến tình thương của những người thân yêu đi làm gì câu hỏi này quay cuồng trong đầu tôi như một cơn lốc như một mũi kim nhọn đâm vào tâm trí tôi làm nhức nhối khổ sở ưu tư đã soi mòn lý trí tôi đã rơi vào một sự mâu thuẫn nghịch thường một sự rằng co giữ bộ óc và trái tim. Đi làm gì khi tôi không giải quyết được gì cho những người tôi yêu thương tha thiết. Khi tôi sẽ phải mất tình thương, sự chăm sóc, lòng âu yếm của họ. Tôi đâu có ý định đi tìm hạnh phúc cho riêng tôi đâu. Vậy tôi đã quyết định ra đi để làm gì? Sáng hôm ấy, B và sinh ra lệnh cho hàng lên ghe. Hàng buôn đường Nam Vang là dừa khô, thơm, vani, đồ khô, dừa được chuyển từ chiếc ghe lớn nơi chúng tôi trú ẩn. Thơm thì chỉ do một ghe từ bên kia sông đưa qua. Cả ba chiếc ghe của B, Serin và một người Khmer. Bạn đều chuẩn bị cuộc khởi hành mà tôi dự đoán là sắp diễn ra vì sinh hoạt trên các ghe hôm nay nhộn nhịp bất thường trên ghe của b và sinh tôi thấy dừa và thơm được chất đống ở cả hai phần đầu và cuối hầm ghe và phía trên ghe cả một ghe dừa và thơm chỉ chừa lại một khoảng giữa hầm sẽ được dùng làm nơi chúng tôi ẩn náu khi có nguy hiểm như khi phải qua những trạm kiểm soát hay khi vượt vùng biên giới trong khoang ghe nơi chúng tôi đã được ngủ đêm đầu, dừa được xếp lớp dưới, thơm lớp trên, cả hai bên thành khoang, chỉ trở lại một lối nhỏ ở giữa để xuống hầm trú. Nắp hầm cũng bị che giấu dưới một lớp thơm, muốn xuống phải dỡ lớp thơm này, chui xuống, rồi một người ở trên phải đóng nắp lại và để thơm trở lại lên trên. Các máy ghe cũng được kiểm soát lại, mỗi ghe được tiếp tế hai can dầu, tiếng máy ghe nổ inh tai làm tôi có một cảm giác náo đức lạ. Tất cả những dấu hiệu này báo cho tôi biết là chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ rời nơi đây. Có thể rằng tối nay không chừng hay sáng sớm mai. B không chịu cho tôi biết rõ, nhưng tôi tin chắc là như vậy. Đến khoảng giữa trưa, một nhóm người lạ mặt ăn mặc rất tân thời quần jean, áo pu hay sơ mi hoa, tóc dài, hút thuốc thơm, dùng quẹt ga. Đến ghe sinh thì thầm nói chuyện rất lâu. Nhìn họ, biết ngay là dân Sài Gòn. Có thể họ lấy những người như chúng tôi tham gia cuộc vượt biên này. Nhưng nếu như vậy thì quả thật họ táo bạo, ít ra là táo bạo hơn chúng tôi nhiều. Vì lỗi ăn bận của họ không phải là của còn buồn, họ không sợ bị lộ hay sao? nhìn họ cười cười nói nói, ngồi uống cà phê đá, nghe nhạc từ chiếc cassette nhỏ do sinh cố ý mở to để che lấp bớt cuộc đối thoại. tôi phân vân tự hỏi đi với họ có gì nguy lây hay không. nhưng khi buổi trưa dần dần trôi qua, thì tôi thấy bê bứt rứt rốt ruột ra mặt. sáng nay khi chúng tôi đi coi bói hắn đã hỏi đi hỏi lại bao giờ hai học trở xuống và được bảo là trước 12 giờ trưa. Vậy mà giờ này vẫn chưa thấy hai học. Chính tôi cũng bồn chồn lo lắng. Tôi đã hy vọng nhiều vào ngày hôm nay, hy vọng vào cuộc hành trình ngày mai đưa tôi đến những chân trời xa lạ và tôi đã bị kích thích bởi các cuộc chuẩn bị sáng nay. Thế rồi vào chiều hôm đó, hai học xuất hiện. Lúc đó vào khoảng 6 giờ chiều, ánh sáng của ban ngày đã bắt đầu tắt dần trên con sông cùng với sinh hoạt thường nhật. Cháu bé đã nhìn thấy y trước và chỉ cho tôi. Trong sự hốt hoảng và mừng rỡ, tôi đã thấy y đứng trên chiếc xuồng tam bản dùng để đưa khách qua sông. Tôi đã đưa tay lên làm dấu hiệu nhưng dường như y không thấy. Tối hôm đó khi gặp lại tôi y đã trách tại sao lại vẫy y lỡ bị lộ thì sao hai học khoe mình đã tổ chức chu đáo mọi chuyện đã lo cho chúng tôi mấy ngày qua ở châu đốc đã giữ cho chúng tôi được an toàn tôi cười vì tôi nghĩ b và sinh đã lo cho chúng tôi chứ đâu phải y tôi thấy hai vợ chồng b rất tận tâm và trung thành hai học nói y kẹt nhiều chuyện ở sài gòn nên không kịp trả xuống đúng như lời y đã hẹn với tôi và xin lỗi một cách thành khẩn y bảo sinh lấy cơm gà và cà phê đá mà hắn đã mua mang về để mời tôi ăn tôi rất buồn khi biết hai học suốt bốn ngày ở sài gòn đã không ghé thăm gia đình tôi và cho vợ tôi hay tôi đã đến châu đốc yên bình để nàng bớt lo tôi đã mong rằng khi trở xuống đây hai học sẽ mang theo xuống cho tôi một lá thư của vợ tôi đã bao nhiêu năm rồi từ ngày hai chúng tôi lấy nhau tôi không còn dịp nào được đọc thơ của nàng nữa lúc trước khi lấy nhau chúng tôi đã viết cho nhau hàng trăm lá thơ thấm thiết đầy những lời lẽ yêu thương tôi không biết sau mười mấy năm sống bên nhau lá thơ mà vợ tôi viết cho tôi sẽ thế nào còn tràn ngập tình tứ như hồi còn yêu nhau thắm thiết hay không còn nhớ nhung như khi còn trẻ hay không còn giận hờn trách móc còn vui mừng hân hoan như trong bao nhiêu những lá thư mà nàng đã viết cho tôi nữa hay không tôi ao ước được sống lại dĩ vãng sống lại những ngày tràn ngập hạnh phúc khi chúng tôi mới quen nhau và yêu nhau như điên dại giờ đây tôi vẫn còn yêu nàng như xưa có khi còn nhiều hơn nữa nhưng với một mối tình khác không cuồng nhiệt không bồng bột như khi còn trẻ bây giờ là một mối tình say đắm nhưng chín chắn một mối tình chồng vợ đầy ơn nghĩa bao nhiêu vui buồn sướng khổ chúng tôi đã hưởng và chịu bên nhau bao nhiêu kinh nghiệm đau thương của cuộc đời chúng tôi đã phải cùng nhau tay trong tay trải qua khó khăn nào chúng tôi đã phải chịu đựng nhất là trong những năm sau chót kể từ khi miền nam bị chiếm nốt những giờ phút này vui tươi sung sướng tôi dường như không nhớ nhưng sau những nỗi buồn cứ hiện rõ trong trí nhớ tôi hạnh phúc mà chính tôi được hưởng trôi qua đi như những mũi tên bay chẳng còn để lại dấu tích gì trong ký ức tôi cả nhưng những trông gai những bất hạnh thì không lúc nào không ám ảnh tôi trong cơ đơn buồn bã trong nỗi nhớ nhung nung nấu lòng tôi những hình ảnh đau buồn đó luôn luôn chờn vờn trong giấc mộng đưa tôi về với dị vạng thương đau làm sống lại những giây phút cay đắng của cuộc đời thật là kỳ lạ tôi không hiểu được tại sao làm con người cứ phải chịu khổ đau nhiều hơn là sung sướng phải chăng con người sinh ra chỉ để chịu đựng những nỗi thống khổ của cuộc đời hai học báo cho tôi biết là bác lũy hai anh em hinh huân và hai người nữa đã xuống đến châu đốc và sẽ cùng đi với hai cha con tôi hai học không giới thiệu với chúng tôi hai người lạ kia nhưng sau đó bác lũy cho tôi biết là họ chỉ nhờ trở đến nam vang và sau đó họ sẽ đi tự túc đi đến biên giới bác nói rằng họ trước kia là phi công trực thăng đã trốn đi không đi học tập cải tạo và do đó không muốn gặp chúng tôi Hai học bảo tôi chuẩn bị để 3 giờ khuya đêm nay lên đường. Sau đó, hai học Sorin, B, Sinh họp nhau lại bàn kế hoạch. Họ nói gì tôi chẳng hiểu vì họ dùng tiếng miên. Nhưng tôi thấy vẻ mặt của ai nấy đều căng thẳng. Điều này chứng tỏ rằng cuộc hành trình của chúng tôi không đơn giản, không dễ dàng. Mặc dù bọn này đã làm nhiều lần. Tôi đã nghe Sinh kể cho tôi rằng chuyến đi kỳ trước của hai học đã bị bể y đã mất hết tiền bạc vì phải chạy cho khách khỏi bị tù trong chuyến đi lần này nghe nói hắn phải cho một người đã đi chuyến trước đi bù sau này tôi được biết rõ đó là hình lần trước đi đường tây ninh đã bị kẹt lại ở đó và phải trở về sài gòn chờ đi chuyến này cùng với anh em là Huân. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, hai học đã rời chúng tôi và nói cần đi gặp bác Lũy. Hai anh em Hinh, Huân và hai người kia để báo cho họ biết rằng cuộc khởi hành sẽ diễn ra đêm nay. Trước khi đi, hắn dặn chúng tôi đi ngủ sớm. Cứ yên tâm, khi đi thì B và Sinh sẽ đánh thức chúng tôi dậy. Quả thật, vào 3 giờ sáng đêm đó, B đã lên đánh thức chúng tôi chúng tôi hớt hãi ôm gói quần áo và gom mấy đồ dùng vặt nhảy xuống ghe của sinh trời tối đen như mực chẳng có ánh trăng và cũng chẳng có sao để tránh sự chú ý của các ghe bên bọn này cũng không dám đốt đèn và cuộc khởi hành được thực hiện mò trong bóng đêm của đêm khuya các ghe được tháo gỡ dây chẳng với nhau và được trèo ra giữa sông từng chiếc một. Trong tĩnh mịch của đêm khuya, chỉ có tiếng nói nhỏ của bọn miên liên lạc với nhau bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng nước vỗ bì bạch vào con thuyền, tiếng mái chèo khuấy động nước sông. Tôi chẳng thấy hai học đâu, mà cũng chẳng thấy bác lũy hay ai khác. Ngồi thẩn thờ trên ghe, tôi nhìn các bóng người tờ mờ chạy qua lại từ đầu ghe đến cuối ghe nghe những mệnh lệnh trao đổi khẽ với nhau giữa ghe này với ghe kia. Chẳng bao lâu thì cả ba chiếc ghe đã ra được giữa sông và hai chiếc của B và Serin được cột song song bên nhau. Bỗng nhiên có tiếng máy nổ rồi chiếc ghe thứ nhất từ từ vượt đi. Sau đó B cho nổ máy và cả hai chiếc ghe cột chặt vào nhau bắt đầu chuyển động. Rồi tiếng máy thứ hai nổ giòn và hai chiếc ghe vượt tới lướt nhanh trên mặt nước làm sóng bắn nước lên ghe tung tóe trời về khuya lạnh dữ tôi im lặng tham dự cuộc ra đi lòng vừa bồi hồi vừa thích thú tôi không còn nhớ rõ tất cả những cảm giác mà tôi nhận thức được vào cái phút trang nghiêm và lịch sử đó của đời tôi tôi chỉ biết rằng tôi bồi hồi xúc động nhiều tôi thấy như tim tôi ngừng đập phổi tôi ngừng thở đầu tôi chống trải lạ lùng tôi thấy đau lòng một nỗi đau đớn nhen nhung như một ngọn lửa nhỏ của một que diêm đốt cháy tim gan tôi nhưng tôi không buồn cũng chẳng khóc có lẽ tôi quá đau đớn một sự đau đớn thầm kín mà mình phải đè nén phải chặn lại đau đớn vì biết rằng bây giờ thì đã quá trễ để có thể làm bất cứ một việc gì, quá trễ để có thể thối lui, quá trễ để có thể quyết định khác hơn là chấp nhận ra đi, lìa bỏ quê hương thương yêu và những người thân yêu. Đau đớn vì thụ động. Thụ động chấp nhận cho cuộc đời mình được giải quyết theo định mệnh. Rốt cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu? Tôi sẽ ra sao? sẽ làm gì, sẽ sống như thế nào. Những gì tôi mơ ước có đến với tôi chăng? Cô đơn trên con đường thanh thang trước mắt, trải dài đến vô tận. Tôi sẽ là người lữ hành đơn độc. Ai cùng đi với tôi trên con đường ấy. Con đường đưa tôi đến những chân trời xa lạ, đến tương lai, đến ao ước mộng mơ hay đến bỡ ngỡ tuyệt vọng thật là một cuộc phiêu lưu tôi đây vốn là một kẻ không thích mạo hiểm và đổi thay nay phải chấp nhận như vậy vì bị dồn vào đường cùng vì đời tôi đã ở trong một ngõ bí vì tôi không còn tìm được một lối thoát nào khác hơn cho chính mình tôi sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy chấp nhận phiêu lưu chấp nhận những gì sẽ xảy ra cho đời tôi trên quãng đường đưa tôi không biết về đâu nhưng tôi không chịu được sự cô đơn tôi sợ phải một mình tranh đấu với cuộc đời không phải tôi hèn nhát chẳng phải tôi yếu đuối không có ý chí và nghị lực chỉ vì tôi thấy thiếu một giường cột để được nương tựa vào những lúc mỏi mệt thiếu một thương yêu để an ủi tôi những khi thất bại khuyến khích tôi những khi chuẩn bước tiến, khen tôi khi thành công. Tôi cần đến sự ấm áp cho tâm hồn. Tôi cần một quen thuộc, một hiện diện bên cạnh tôi để tôi can đảm bước tới, can đảm chấp nhận mọi khó khăn, vượt mọi trở ngại, mọi trông gai sau này. Trong suốt mười mấy năm trước đây, vợ tôi đã là chất xúc tác đã là cái ngòi nổ châm đốt ý chí cho tôi kích thích tôi làm việc nàng đã là lý lẽ của mọi cố gắng của tôi nàng đã là nguyên nhân đẩy tôi bước tới thúc tôi đi ngăn cản tôi thoái lui buộc tôi tiếp tục con đường mà tôi đã tự vẽ cho mình không có nàng thì chắc tôi đã chẳng làm được gì nên chuyện vì nàng mà tôi nỗ lực và tôi đã hãnh diện có được nàng bên tôi như nàng đã hãnh diện có được tôi bên nàng có lẽ đó là định mệnh trời đã muốn cho tôi phải có nàng vì tôi mà thiếu nàng thì tôi không còn là tôi nữa nàng đến với tôi và đã làm thay đổi đời tôi làm cho đời tôi mang một ý nghĩa cuộc sống có thi vị không bao giờ tôi đã lại thoáng có ý nghĩ có tôi mà không có nàng. Không bao giờ tôi lại hình dung được cuộc đời của tôi thiếu bóng người tôi yêu tha thiết đó. Hai chúng tôi gắn bó với nhau vì thiên định. Làm sao có thể có được tôi một mình và nàng một mình mà chỉ có thể có chúng tôi hai người như là một thực thể là chung là hai nhưng là một. Vậy mà giờ đây nàng đâu còn bên tôi trên con đường gay go đang chờ đón tôi trên con đường tràn ngập khó khăn và trở ngại ai sẽ thì thầm bên tai những lời khuyên khích những lời nhắn nhủ đầy chân tình ai sẽ cổ động tôi bằng những lời khen chân thật được yêu thương hết rồi dĩ vãng ấm áp đó hết rồi quá khứ êm đẹp đó tôi sẽ phải cô đơn từ đây phải cô đơn vì tôi biết không ai có thể thay thế được nàng không gì có thể bôi được hình bóng nàng trong tâm trí tôi trời ơi liệu tôi có đủ can đảm có đủ nghị lực để đi con đường mà tôi đã chọn lựa hay không cả ba chiếc ghe chạy như vậy một chiếc đi trước hai chiếc kia đi sau khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã ra khỏi châu đốc khá xa rồi đến một khúc sông vắng, tôi bỗng thấy chiếc ghe chạy trước tắt máy, chạy chậm dần rồi ngừng lại. B cũng liền tắt cả hai máy và chiếc ghe trôi thêm một quãng. Trên sông nước đen như mực, ghe chúng tôi từ từ tiến gần ghe kia, rồi cả ba ghe đậu sát cạnh nhau bên bờ lau sậy cao gần bằng mũi ghe. B và Serin lấy mái chèo cắm xuống lòng sông cột ghe lại rồi nhảy qua ghe bên kia tôi thấy ai học ló khỏi khoang ghe nhìn trước nhìn sau rồi chui ra ngoài cả ba người ngồi thì thầm bàn tính chuyện gì một chập trong bóng đêm các điếu thuốc trông như ba đốm lửa lúc cháy sáng rực lúc dịu đi cùng với những bàn tay đưa lên miệng và hạ xuống tạo thành những hình ảnh kỳ diệu tôi ngồi nhìn hai bờ sông rất xa nhất là bờ sông bên kia cách ghe chúng tôi cũng đến hai ba trăm thước mà chẳng thấy gì bên tôi cháu bé nằm ngủ say trên chiếc chiếu trải trên những lá dừa khô chúng tôi đậu lại như vậy rất lâu có đến cả tiếng đồng hồ dường như chúng tôi chờ sáng để cuộc di chuyển dễ dàng hơn và không bị nghi ngờ rồi hai học Từ ghe bên nhảy sang Đến gần tôi nói nhỏ Lát nữa khởi hành Thằng bé sang với tôi bên ghe kia Anh ở lại đây Với ông già lũy Khi nào bê hay sinh bảo anh xuống hầm Thì anh phải xuống liền Không chậm trễ Nếu bị lộ kẹt luôn hết đi Tôi muốn cháu bé Ở bên này với tôi Nhưng hai học không chịu Tôi hỏi bác lũy đâu thì mới hay bác ấy đang nằm dưới hầm. Hai học bảo sinh mở nắp hầm cho bác chu lên. Mọi người đều cười rộ khi thấy bác vì nghĩ rằng sinh đáng lẽ phải cho bác lên từ sớm. Lúc khe mới đậu lại. Nhưng chẳng ai để ý đến bác cả. Cũng như chẳng ai để ý đến tôi suốt từ lúc khởi hành. Cả hai học lẫn bộ hạ quán ai nấy đều bận rộn trong việc đưa những ghe này rời khỏi châu thành châu đốc mà không để bị để ý không bị lộ và xét hỏi như vậy là chúng tôi đã an toàn đi được bước đầu từ đây trở đi tuy còn nhiều trạm kiểm soát nhưng dù sao việc lưu thông cũng ít bị theo dõi hơn ít bị chặn xét hơn bác lũy lại ngồi bên tôi trên đống rửa khô thật là thiếu tiện nghi khi phải ngồi và nhất là phải nằm trên những trái dừa vừa cứng vừa gồ ghề vừa rộng nhưng chúng tôi không thể đòi hỏi gì hơn tôi và bác lũy nắm tay nhau mừng rỡ chúng tôi hỏi nhau những câu hỏi thông thường như xuống hồi nào đi trên đường xuống châu đốc có bị xét hỏi không đêm qua ở đâu vân vân bác kể cho tôi nghe bác đã được chị hòa cho hay là tôi đã bằng lòng đi trong chuyến này từ bốn hôm trước đây và đã xuống châu đốc bác lấy làm ngạc nhiên khi thấy tôi đã quyết định quá đột ngột trái với dự định trước đây khi gặp bác ở sài gòn tôi chỉ cười mà chẳng nói gì thế rồi bác cho tôi hay rằng cả nhóm đã tính đi châu đốc chiều hôm trước đấy hai hôm nhưng vì ra bến xe quá trễ nên không kiếm được xe đi họ đã phải trở về nhà để sáng sớm hôm sau đi lại. Và họ đã đến Châu Đốc lúc 5 giờ chiều hôm qua. Hai học đã đưa họ đến ở khách sạn vì bác Lũy và mấy người kia đều đã mua giấy phép đi đường giả. Như vậy, theo lời bác Lũy kể lại thì cả nhóm đã đến ở khách sạn cho đến đêm hôm qua thì lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ ra bờ sông để xuống ghe. Bác nói cả bọn đã hồi hộp rất nhiều khi phải liều mình đi giữa đêm tối. Chỉ sợ bị an ninh địa phương chặn xét lại thì bại lộ mọi chuyện. Bác đã đi sau cùng và đi cách xa các người khác để đề phòng trường hợp bị xét hỏi. Bác có thể trả lời bác là khách ở Sài Gòn xuống ngủ tạm tại khách sạn đêm hôm đó và vì trời nóng bức nên bác đi dạo quanh để tìm cơn ngủ bác đã khôn ngoan như vậy. Tôi nghĩ đến trường hợp của tôi và cháu bé mà trột dạ. Tôi đã ra đi không đem theo một giấy tờ gì, dù là giấy giả. Không có một kế hoạch gì trong đầu để dự phòng trường hợp nguy hiểm. Tôi đã ra đi trong sự buông thả, bất cẩn hoàn toàn để cho số phận chi phối. Tôi đã sống bốn ngày ở châu Đốc, mà rất may mắn không bị để ý dò xét không bị nghi ngờ hay chặn xét giấy tờ thật là hú hồn đến giờ đây nghĩ lại tôi mới thấy mình cầu thả thiếu đắn đo thiếu suy xét và trong khi cả bọn xuống ghe chui vào hầm nằm chờ khởi hành thì chúng tôi còn ngủ hai học đã chỉ kêu chúng tôi vào phút chót khi mọi việc đã chuẩn bị xong chúng tôi xuống ghe còn đang ngái ngủ thì ghe rời bến động ra đi khi trời tờ mờ sáng thì hai học cho lệnh đi tiếp chiếc ghe chở hai học và cháu bé của tôi đi trước giò đường bác lũy và tôi vẫn được ngồi trong khoang ghe không phải chui xuống hầm còn hai anh em huân và hinh thì tôi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu mặc dù ở ngay ghe bên cạnh cả hai máy F10 được bê cho chạy hết ga. Hai chiếc ghe chẻ nước lao về phía trước vùn vụt. Nước sông bắn lên tung tóe cả vào ghe, mũi ghe nhồi lên nhồi xuống. Đêm nay phải chi có chăng thì tôi nhớ buổi ly biệt này nhiều hơn. Ký ức tôi ghi nhận được nhiều chi tiết ngoại cảnh hơn. Tôi chỉ còn giữ lại được từ đêm ra đi đó những cảm xúc của tâm hồn. Những gì tôi không được thấy bằng mắt, không được quan sát, được nhìn mà chỉ được cảm thấy bằng con tim và bằng khối óc. Những tình cảm và suy tư. Trời tối đen làm mất đi những lý thú của cuộc ra đi. Chúng tôi đã chìm đắm trong bóng tối. Serin và những tên miên đã phải đốt lên một ngọn đèn để báo hiệu và đầu ghe đã cắm một trụm nhang đốt cháy để những ghe khác và du kích hai bên bờ sông có thể nhận biết được giờ thì trời đã hơi sáng những hình ảnh hai bên bờ sông đã hiện lờ mờ như những đám đen nổi bật trên nền trời và phân biệt được với dòng sông mênh mông chúng tôi đi được độ một tiếng đồng hồ thì trời đã sáng chắc lúc này phải 5 giờ sáng rồi. Dòng sông vánh tanh, ít ghe qua lại. Có lẽ vào lúc này trời còn quá sớm nên ghe thuyền chưa lưu thông nhiều. Hay tại vì con sông nối liền châu Đốc với Nam Vang, ít ghe qua lại. Tôi cũng chẳng hay nữa. Chỉ biết khi trời sáng, khi chúng tôi phân biệt được rõ ngoại cảnh, khi hai bên bờ sông bát ngát lau dậy và không thấy một bóng người hay nhà cửa chỉ toàn những bộ cây khô cằn là lúc chúng tôi tôi và bác lũy bị sinh dồn xuống hầm ghe sắp qua trạm kiểm soát cậu hai và bác xuống hầm mau đi chúng tôi lục đục quay người lại hốt hoảng bò giữa hai hàng thơm chui xuống chiếc lỗ nhỏ vừa bề ngang cho vai chúng tôi lọt bác lũy vừa thò được hai chân xuống chưa kịp tụt xuống thì sinh ở phía sau tôi hối hả thúc mau cậu hai mau đi tôi thọc hai chân ưỡn cong mình chui xuống đầu tôi chưa lọt thì sinh đã đậy nắp hầm lên làm tôi đau điếng đã vậy lại còn bị gai của những trái thơm đâm khắp tay mặt mũi lần đầu tiên tôi phải chui xuống hầm ghe hầm cũng khá rộng có thể bốn người nằm song song nhưng không thể ngồi dậy được vì trần quá thấp hầm ghe tối om và sặc mùi thơm vì hai đầu hầm b đã xếp thơm để ngụy trang và không có không khí vào được nhiều chỉ có vài khe nhỏ giữa hai bên ghe nơi chiếu vào chút tia sáng là có không khí mới chúng tôi nằm xuống dưới sàn hầm trên chiếc chiếu do bê đã trải ra cho chúng tôi bác lũy liền cởi chiếc quần tây và chiếc áo sơ mi ra và nói nóng lắm và thở không được đêm qua tôi có một mình mà còn không chịu nổi bây giờ lại thêm ông nữa tôi nằm yên không nói định lấy thuốc ra hút thì bị bác lũy gạt ngang bảo nếu hút thuốc thì làm sao thở được nữa tôi đành cất gói thuốc vào túi nằm nhắm mắt tìm giấc ngủ sự rung chuyển đều đặn của vỏ ghe tiếng máy ghe nổ đều và tiếng sông nước vỗ vào thành ghe đáng lý phải du chúng tôi ngủ nhưng chúng tôi vẫn không làm sao nhắm mắt được nỗi lo âu đè lên chúng tôi làm cho chúng tôi càng có một cảm giác ngộp thở tôi chồm dậy cởi áo quần ra chỉ mặc chiếc xà lọn và chiếc may ô ông thấy chưa tôi bảo nóng lắm chịu không nổi mà bác lũy nói Tôi bò lại gần bác Lũy gợi chuyện. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ chuyện gia đình đến việc đi học tập của bác Lũy, đến việc trước giải phóng chúng tôi làm gì. Và như vậy, tôi được biết. Bác Lũy trước kia là dân biểu ở Vũng Tàu, nhiệm kỳ một của Quốc hội lập pháp. Bác chỉ ra có một nhiệm kỳ đó mà thôi. Và sau 75, bác đã phải đi học tập vì là trung tá trong quân đội chế độ cũ, bác đã phải ra ngoài Bắc học tập suốt 6 năm trời và mới được thả về trước Tết năm nay. Bác chỉ mới về được có hơn 2 tháng mà đã đi vượt biên 3 lần mà không thành. Vì dân Vũng Tàu mang ơn và vẫn còn cảm tình với bác nên bác đã có thể đi được bằng đường biển dễ dàng nếu bác chịu khó chờ đợi. Chúng tôi đang nói chuyện thì thấy tiếng máy ghe nổ chậm dần chúng tôi đoán ngay được rằng ghe đang qua một trạm kiểm soát thế rồi nhiều tiếng máy đuôi tôm khác vang lên bên cạnh ghe chúng tôi rồi đến tiếng người nói chuyện lớn tiếng với nhau nhưng vì trong hầm kín chúng tôi không nhận định được rõ họ nói những gì thế rồi tiếng máy ghe của chúng tôi tắt đi cái trước rồi đến cái sau ghe còn trờn tới một khoảng nữa rồi thấy tiếng khua của mái chèo tiếng nước vỗ mạnh vào thành ghe sự trong chành của chiếc ghe lắc qua lắc lại chúng tôi nằm yên nhịn thở không dám ho hè chỉ nhìn nhau và ra dấu với nhau bằng mắt bảo cho nhau biết rằng ghe đang ngưng ở một trạm kiểm soát để cho bọn an ninh xét có tiếng hỏi từ trên bờ sông tiếng sinh trả lời tiếng người nhảy xuống ghe bước đi qua lại phía ngay trên đầu chúng tôi. Tiếng nói chuyện, tiếng cười giòn của sinh và của ai đó. Giây phút ngộp thở đó kéo dài bao lâu, tôi không nhớ. Chỉ biết rằng nó chấm dứt vào lúc có tiếng máy ghe phát nổ trở lại. Chúng tôi thở phào. Chiếc ghe trọng trành, trao qua, trao lại, rồi lướt tới. Rồi tiếng máy thứ hai nổ vang, chiếc ghe bị đẩy mạnh tới. Chúng tôi nằm dưới hầm Chỉ qua cảm giác chuyển động của ghe Mà đoán chừng rằng Chúng tôi đã thoát được trạm kiểm soát đầu tiên Quả nhiên Chỉ độ 5 phút sau Thì sinh mở nắp hầm Thò đầu xuống kêu Lên được rồi cậu hai lên đi Và sinh nguyện miệng cười cho thấy Những chiếc răng vàng Óng ánh Cực lắm không cậu hai Tôi ướn mình chui ra Bác lũy cũng theo sau tôi Chúng tôi đã phải ở dưới đó hơn nửa tiếng đồng hồ. Nghẹt thở, phần vì hồi hộp, phần vì mùi thơm bốc ra nồng nặc. Chiếc áo mayo tôi đang mặc ướt đẫm mồ hôi. Ra khỏi hầm, chúng tôi thở hít không khí một cách khoan khoái. Tôi và bác Lũy nhìn nhau nửa cười, nửa mếu, nửa vui, nửa buồn. Chúng tôi đã phải chịu sự thử thách đầu tiên trong chuyến đi này. Tuy không lấy gì làm mệt tâm trí lắm nhưng vẫn là một thử thách cho chúng tôi một sự hồi hộp lo âu mà chúng tôi phải chịu đựng nhưng chúng tôi không dè là chúng tôi chỉ phải ở dưới hầm một thời gian ngắn như vậy chúng tôi tưởng rằng đoạn đường nguy hiểm phải dài lắm và thời gian chúng tôi ở lại dưới hầm trống kia ít ra cũng vài ba tiếng đồng hồ tôi nhớ năm trước khi chúng tôi vượt biển từ lúc xuống ghe tại ngay sông sài gòn cho đến khi ra đến biển, kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã phải chịu sự khổ sở vô cùng vì bị nhốt trong hầm ghe nơi có luôn một chiếc máy lớn, bốn block phun khói dầu cặn liên tục. Các cháu bé đã ngộp thở, tưởng như sẽ ngất xỉu. Mẹ các cháu đã phải liên tục lấy khăn ướt lau mặt cho các cháu vì khói vào mắt và mũi làm chảy nước mắt và làm hết thở nổi. Tôi thì cầm chiếc quạt giấy quạt luôn tay để đuổi khói đi nơi khác chính nhà tôi và tôi còn không chịu nổi sự ngộp thở và sức nóng của căn phòng nhỏ gần tám chục người nhét vào chiếc hầm bề ngang ba thước bề dài năm thước đóng kín mít cửa vì sợ ánh sáng của chiếc khe trong cabin làm lộ diện cuộc chạy trốn của chúng tôi tôi đã tranh đấu để cho bọn thợ máy tắt ngọn đèn trong cabin đi và mở hai chiếc cửa vách ở hai bên cho không khí luồn vào thổi bớt khói mù mịt đi nhưng bọn chúng ngoan cố nhất định không chịu nhiều lần thấy cháu bé đã gần xỉu tôi đã phải bế cháu lại gần những khe nhỏ nơi gió thổi vào để cháu có thể hít ít không khí tỉnh lại nhưng biết bao người dành nhau đến gần những khe gỗ nứt nẻ đó thật là quý giá vô cùng ít không khí không mất tiền mua đó Chúng tôi ngồi trên khoang ghe, nhìn con sông trôi ngược phía phía sau. Hai bên bờ chỉ có lau sậy và cỏ khô, những bụi rậm khô cằn. Chẳng thấy nhà cửa hay dân chúng. Đây là vùng cận biên giới và có lẽ vì vậy mà không thấy có dân cư. Và cho đến trưa hôm ấy, cho đến khi chúng tôi vượt được biên giới qua đất miên, thì chúng tôi đã phải liên tục chui lên, chui xuống hầm cả thầy sáu lần. Cứ mỗi lần qua một trạm kiểm soát là chúng tôi lại phải chui xuống. Khi đi khỏi nơi nguy hiểm, sinh lại mở nắp hầm cho chúng tôi lên, ngồi trong khoang ghe. Tuyệt đối, chúng tôi không được ló mặt ra ngoài, vì sợ bị lộ. Có lần, chúng tôi bị nhốt suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc chui lên mới được, sinh cho hay là vì có lính biên phòng xin quá giang. Đi từ trạm kiểm soát này đến trạm kiểm soát kia, sinh nói không thể từ chối và ghe chở cả chục tên bộ đội trên đầu chúng tôi mà chúng tôi đâu có hay nằm dưới hầm chúng tôi vẫn nói chuyện vẫn cười bác lũy vẫn đằng hắng khi biết rằng ghe chở bộ đội quá giang chúng tôi hết hồn nhìn nhau và cười rộ may mà tiếng máy ghe đã làm át đi tiếng nói chuyện của chúng tôi và lại hầm cũng kín nói ở dưới bên trên không nghe được mặc dù nằm ở dưới có thể nghe được loáng thoáng tiếng người nói chuyện phía trên. Một vụ cho chúng tôi hú hồn nữa là lần kiểm soát chót trước khi qua đất miền. Công an biên phòng đã nghi ghe chở gạo ở phía dưới hầm nên đã lấy lưỡi lê đâm qua khe hở giữa hai ván. Chúng tôi thật may mắn vì khi kéo chiếc lưỡi lê lên, tên công an thấy có nước thơm dính ở dao nên mới chịu thôi may hơn nữa là hắn đâm vào đúng chỗ ở phía dưới hầm để thơm chứ nếu đâm lệch sang phía chúng tôi nằm thì chúng tôi có thể bị đâm trúng hoặc đâm xuống không thấy đụng gì phía dưới hắn sẽ nghi ngờ và đòi mở nắp hầm lên xem thì nguy to khi nghe sinh kể lại câu chuyện này chúng tôi hoảng đã đành mà nhìn mặt sinh xanh ngắt cũng đủ thấy lúc đó ai nấy trên ghe đều lo sợ biết chừng nào rõ ràng là chúng tôi đã may mắn thoát hai lần nguy hiểm.